Xin chào quý vị các bạn. Tiếp nối series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới đang được triển khai tại di động cao cấp.vn chúng tôi. Đó là dịch vụ thay mới camera máy ảnh của máy tính bảng Huawei MediaPad T1701UA chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là camera trước và camera sau của máy tính bảng Huawei MediaPad. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của Huawei MediaPad T1701 qua, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Hiện tại chúng tôi đang sẵn tất cả các loại linh kiện của Huawei MediaPad nói chung và camera của máy nói riêng. Với phần camera thì đây là xin lỗi các bạn, đây là bảng chọn mẫu bảng main của máy và đây là phần camera. Khi gặp lỗi thì chúng ta chỉ cần tách rời thế này thôi, nó được kết nối trên với main của T1701 dạng kiểu module, tức là chúng ta chỉ việc tháo lắp ra thôi, nó không hề ảnh hưởng đến các linh kiện khác. Đây là camera sau của máy mình đã lắp xong rồi. Đó, và đây camera trước cũng thế thôi, nó đều là những cái chân codec kết nối rất là đơn giản, tiện lợi trong quá trình thay thế sửa chữa. Đó. Đó, ta nhét vào đây. Và đó. Vậy là mình đã thay xong camera trước và camera sau của MediaPad T1701 UA. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến máy ảnh của MediaPad, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chờ trong giây lát là thể sửa xong. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý hàng vui lòng gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại di động cao cấp.vn chúng tôi.